Một ngôi chùa gần 2.000 năm tuổi, ngay tại thủ đô Hà Nội, chứa đựng một bí ẩn. Thân thể hai vị thiền sư viên tịch hàng trăm năm không bị phân hủy. Sự thật về hai xá lợi toàn thân này là thật hay giả? Chùa Đậu vén màn bí ẩn xác cổ 400 năm tuổi. Hello, xin chào tất cả bạn. Mình là Bổng Omaro và trong hành trình khám phá hành hương về cửa Phật ngày hôm nay thì mình đã có mặt tại miền Bắc để giới thiệu một ngôi chùa cực kỳ nổi tiếng tồn tại 2.000 năm qua rất là nhiều thế kỷ và qua rất là nhiều vương triều của các đời vua. Đó chính là chùa Đậu nằm tại thành phố Hà Nội. Và đặc biệt ở đây có một cái câu chuyện ly kỳ về hai xá lợi kim thanh xá lợi của vị thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường. Và hãy cùng Bổng Omaro cùng tìm hiểu về hai vị thiền sư này cũng như là cái ngôi chùa nổi tiếng tại nơi đây nha các bạn. Hãy cùng với mình tìm hiểu nha. Vì vậy các bạn đừng bỏ qua cái clip này nha, mình đảm bảo cực kỳ hay luôn. Và đầu tiên hãy nhấn like, đăng ký kênh ủng hộ mình để cho mình có niềm động lực làm những clip khác nha. Đi nào. Chỉ cách trung tâm thành phố Hà Nội trên dưới 20 cây số thôi, nhưng khi đến với làng Gia Phúc, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, nơi tọa lạc của một ngôi chùa, thì cách hành hương như bước vào một không gian hoàn toàn khác. Chưa tới chùa nhưng cảnh đồng ruộng mênh mông với dòng kênh, đường đê này và có cả ao sen khổng lồ trước ngôi chùa này, xen lẫn với tiếng chuông chùa, tiếng tụng kinh cỏ mỏ, mở ra một chốn an yên, tự tại đến vô cùng. Và theo sách đồng hiện còn lưu giữ tại chùa có ghi chép đó là: vào thế kỷ thứ 3, Sĩ Nhiếp là vị quan nhân từ cai quản vùng đất giàu chỉ. Lúc ấy ở phía nam kinh thành có luồng sinh linh khí, đêm đêm hay xuất hiện chòm sao bắt đẩu. Quách Thông là một đạo sĩ, theo lệnh quan Sĩ Nhiếp về tới đất làng Gia Phúc. Ông thấy thế đất nơi đây trông tựa dáng hình một đôi hoa sen đang nở tỏa sáng. Người xưa cho rằng hoa sen là nơi đất Phật, nên về tâu với Sĩ Nhiếp. Biết là đất lành chim đậu, hoa nở đất thiên, nên Sĩ Nhiếp cho xây lập chùa, lấy tên là Thành Tự Đạo. Ngôi chùa cũng bắt đầu được kiến tạo từ đây. Bao bọc cái ngôi chùa này bốn bên là đều là nước không nhớ các bạn. Trước cổng chùa sẽ là một cái con đường đập thẳng vào, thế nhưng được che phủ bởi một cái đài sen nằm chính giữa ngôi hồ này. Hoa sen mọc từ bùn đất tối tăm nhưng vẫn nở rộ trên mặt nước, thể hiện cho cái tâm đã giác ngộ, đã thức tỉnh. Trâu bò hai bên ăn quá trời quá đất, nhìn phong cảnh rất là hữu tình, một phong cảnh rất là đậm đà cái chất của miền Bắc. Và đây mình sẽ bước vào cái cổng đầu tiên là cổng Tam Quan. Một cái cổng Tam Quan này đã được trùng tu lại bởi vì xuống cấp rất là nhiều rồi. Như các bạn thấy là cổng Tam Quan được trùng tu lại bằng xi măng, thế nhưng phía trong vẫn giữ lại những cái cột kèo bằng gỗ quý và đá quý. Như các bạn đi vào trong các bạn sẽ thấy, còn mặc dù được trùng tu phía ngoài thấy vậy thôi, nhưng phía trong là được trùng tu lại và vẫn giữ lại những cái cây cột kèo gỗ quý như các bạn. Thì cổng Tam Quan thì có hai lầu, lầu trên và cổng Tam Quan thì hai bên cho quan văn, quan võ và chính giữa là dành cho nhà vua đi. Và đây là ngôi chùa tồn tại rất là lâu đời rồi, nên là xin lỗi là trời hơi nắng quá. Đây chúng ta đi vào. Đây là cổng Tam Quan, các bạn thấy là những cái cây cột gỗ rất là siêu to, một mình ôm không có hết, to lắm các bạn ạ. Và hai dãy nhà hai bên đối xứng, một bên dành cho quan văn, một bên dành cho quan võ khi chọn vua, khi vua đến đây cầu an cho muôn dân. Và chúng ta bước vào chúng ta thấy là đây, đôi rồng đá từ ngày xa xưa rồi. Rồi, đây là đôi rồng đá nãy vẫn còn giữ lại. Đặc biệt là những kiến trúc ở trong ngôi chùa này, các bạn sẽ thấy là kiến trúc trên những ngôi chùa này rất là đẹp, rất là tỉ mỉ. Đây là rồng, nhưng mà trên này thì có rất là nhiều điêu khắc đuôi rồng cũng như là giống như mây á, người ta gọi là rồng hóa mây. Và không biết là có đúng hay sai nữa, nhưng mà quan điểm cá nhân của mình thì mình thấy là giống con rồng hóa mây. Cái cổng chính giữa sẽ được đóng quanh năm suốt tháng và không có mở ra, chỉ mở ra vào cái dịp lễ thôi. Nên chúng ta sẽ đi bên hông ngôi chùa này ha. Bên hông ngôi chùa sẽ có một cái con đường đi, chúng ta sẽ đi vào ngôi chùa để chúng ta đi vào trong khu vực chánh điện cũng như các ngôi đền thờ khác nha các bạn. Và khu trung tâm của ngôi chùa này được thiết kế theo lối kiến trúc nội công ngoại quốc và hiểu nôm na là
kiến trúc bên ngoài thì có hình chữ quốc và bên trong có hình chữ công. Nếu bạn đã quen với những ngôi chùa bề thế bằng bê tông cốt thép, hay chí ít là những ngôi chùa được xây dựng kiên cố bằng gạch ngói, thì đến với chùa Đậu là một trải nghiệm gần 2.000 năm mà không có một ngôi cổ tự nào có được. Và không biết là có phải là gỗ của ngôi chùa này đã tồn tại hàng nghìn năm hay không, hoặc chí ít cũng ngót nghét vài trăm năm tuổi, nên bạn có thể ngửi thấy mùi gỗ lâu năm thoang thoảng đâu đây. Còn với mình thì cái mùi này là mùi của thời gian. Hít hà mùi gỗ này, ngắm những bức tượng Phật cổ, tâm hồn mình như được kết nối để bước vào không gian ngôi chùa gần 2.000 năm trước. Bởi vì tất cả mọi thứ thuộc về ngôi chùa này được tạo nên bởi cảm giác cổ kính trầm mặc rất là chân thực. Và vào đằng sau thì các bạn sẽ thấy là hai bức tượng rất là to. Đây là hai vị thần hộ Pháp nha các bạn. Bên này và bên kia, một vị thần hộ Pháp gương mặt rất là dữ tợn, một gương mặt là rất là hiền từ. Thì tương truyền rằng khi mà hai vị thiền ác thì một người ghi lại cái công đức của chúng ta, một người tức là ghi lại những cái việc xấu của chúng ta. Thì trong chúng ta mỗi ngày chúng ta hãy cố gắng làm việc tốt để chúng ta có thể thay đổi vận hành của chúng ta trong tương lai. Trong tương lai nha các bạn. Đây là hai vị thần bảo hộ cho chúng ta. Và bây giờ mình sẽ mời các bạn đi vào ngôi nhà Tam Bảo Chánh Điện, bước vào một không gian vô cùng trang nghiêm và nổi bật chính giữa là tượng Phật A Di Đà. Và đây là tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Và đây là tượng Phổ Hiền Bồ Tát với dáng ngồi ung dung tự tại. Lễ vật ngoài hoa quả trái cây thì bạn không thể thiếu, đó là quyển sổ và kỳ bút đâu nha mấy bạn. Lưu ý cho mình cái này nha. Dưới thời phong kiến thì chùa Đậu chủ yếu dành cho các bậc vua chúa quan lại tham quan viếng cảnh lễ bái cầu an. Người dân chỉ được vào trong 3 ngày có lễ hội nên người ta hay còn gọi là chùa vua. Và ngôi chùa này nổi tiếng cực kỳ linh thiêng và các bậc trí sĩ tới đây để cầu cho mùa màng bội thu, quốc thái dân an, và từ đó có tên là chùa Đậu. Và trong dân gian chùa Đậu còn có một cái tên đó chính là Thành Đạt. Vì vậy người ta tới đây là để xin thi cử cực kỳ nhiều các bạn ơi. Cầu cho con cái của chúng ta được đỗ đại học, đi thi, được lên lớp nha các bạn. Khi mà chúng ta vào đây cầu, ngoài cái việc là chúng ta cầu về tình duyên và cầu về công danh, thì chúng ta đặc biệt là chúng ta cầu cho con cái của chúng ta khi mà mỗi lần đi thi cái gì đó, một qua một cái chặng đường gì đó, thì chúng ta vào đây chúng ta cầu rất là linh ứng nha các bạn. Các bạn biết không, bên cạnh vọng Ngô Mai Rô đây chính là nhà tổ. Và khi bước vào nhà tổ thì bạn sẽ được chiêm ngưỡng hai nhục thanh xá lợi của hai vị thiền sư, đó là thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường. Và ở đây thì sẽ có rất là nhiều câu chuyện xung quanh về hai cái pho tượng này. Xin mời các bạn hãy cùng với vọng Ngô cùng tìm hiểu nha. Và trong nhà tổ hiện còn lưu giữ hai pho tượng nhục thanh Di Hài Bó Sơn vẫn còn rất là nguyên vẹn của hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh và thiền sư Vũ Khắc Trường. Và đây là hai bức tượng nhục thanh xá lợi đầu tiên trong bốn bức tượng nhục thanh còn tồn tại tại Việt Nam. Vào giữa thế kỷ thứ 17, có hai ông cháu vào chùa Đậu tu hành. Cả đời hai ông cháu chỉ ăn một bữa cơm rau chín ngọ, rồi tụng kinh gõ mõ siêu độ cho nhân gian, nên người dân hay gọi thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường là sư rau. Thuở ấy giáo lý Phật Đà bao gồm 10 pháp môn chính, trong đó có 8 vạn 4 ngàn pháp môn tu hành. Ai ngộ được một trong 8 vạn 4 ngàn pháp môn đó đều được đắc đạo giải thoát. Sinh lão bệnh tử là chuyện thường phàm, biết được số mệnh sắp tận, đêm hôm đó thiền sư Vũ Khắc Minh dặn dò các đệ tử rằng: ta vào am tu luyện, sau 3 tháng 10 ngày các con mở cửa am ra, nếu thấy mùi thơm thì bá sơn vào xác, còn nếu thấy mùi hôi thì đem đất đắp vào am để chôn thành mộ. Các đệ tử bịt kín cửa am lại, họ chỉ còn nghe tiếng tụng kinh gõ mõ văng vẳng suốt ngày đêm quanh thất. Và đúng 100 ngày sau thì lúc này các vị sư đi vào cái am thất thì không nghe tiếng tụng kinh gõ mõ nữa. Thì người ta mới mở cửa cái am thất ra và phát hiện là thiền sư đã viên tịch rồi. Và có một cái đặc biệt là thân xác của ngài không có mùi hôi, bù lại là có một cái mùi hương thơm ngào ngạt tỏa ra. Và lúc này thì các đệ tử đã làm theo đúng cái lời di chúc của sư thầy rằng là: họ thấy thiền sư ngồi trong tư thế ngồi thiền, gương mặt mỉm cười, một nét an nhiên. Nghe lời thầy dặn,
Các đệ tử liền bả sơn vào thân xác ngài và lập am thờ ngay tại vị trí của thiền sư tu tập đắc đạo. Những ngày sau đó, người cháu của thiền sư Vũ Khắc Minh là Vũ Khắc Trường cũng vào am gõ mõ tụng kinh và quá như vậy. Trải qua vài chục năm, áo vải của hai vị thiền sư bị mục, rời rụng, lộ ra thiền sư chỉ còn da bọc xương. Các Phật tử đã mặc cho thiền sư một lớp áo vải bằng sơn ta. Trải qua bao năm tháng, những người dân trong làng Gia Phúc từ nhiều đời qua vẫn thấy lớp áo ấy còn nguyên vẹn như ngày đầu. Các bạn ơi, vừa rồi thì các bạn đã được chiêm ngưỡng hai nhục thân xá lợi về của ngài thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Thường. Vậy thì cái am thờ ngài mà trước khi mà ngài tu hành ở trong cái hang động đó là nằm ở đâu? Đây, đằng sau bổng của Mairo, đây chính là một cái am động mà thiền sư Vũ Khắc Minh đã tu tập trong này và chút hơi thở cuối cùng ở trong hang động này nha các bạn. Chúng ta để ý một chút, nằm bên hông chùa, hai bên hông chùa chúng ta sẽ thấy có hai cái am thờ và ở trong đó có đặt những bức tượng của hai vị thiền sư. Các bạn để ý một chút là các bạn sẽ thấy, cùng với mình đi tìm hiểu nè. Và có rất nhiều những hoài nghi về tính chân thật của hai nhục thân xá lợi này. Nhiều người hoài nghi liệu đây có phải là xương thịt thật của hai vị thiền sư để lại hay không, hay chỉ là tượng thật cao do chúng đệ tử Phật tử của chùa tạc nên. Vào năm 1983, hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường đã được khoa học khẳng định chứng minh chụp X quang, và kết quả là nhục thân của hai vị thiền sư hoàn toàn là hai thân thể bằng xương, bằng thịt thật. Và xác của hai vị thiền sư không có vết đục, không có vết đẽo, không có hiện tượng rút ruột hay là hút não, và các khớp xương dính chặt với nhau ở tư thế tự nhiên. Và mỗi nhục thân cân nặng là khoảng 7 kg. Đây là hình các bác sĩ khi mà các bác sĩ bắt đầu là chụp X quang để tìm hiểu về bức tường. Và hai xá lợi này đốt không cháy, ngâm trong nước không tan và không bị bào mòn trong không khí. Và trên thế giới thì có rất là ít pho tượng để lại toàn thân xá lợi như Ấn Độ, Tây Tạng, Trung Quốc hay là Nhật Bản. Và để lý giải điều gì đã xảy ra với hai nhục thân của hai vị thiền sư, vì sao không có một tác động nào, nhưng chết rồi mà gần 400 năm qua thì xác không bị phân hủy, vẫn tồn tại một cách trường tồn như thế. Và câu trả lời chỉ có thể là Phật Pháp nhiệm màu. Và cứ một năm thì chúng ta lại nghe đâu đó khánh thành bức tượng Phật cao nhất Việt Nam, thậm chí là cao nhất thế giới. Và nói thật là những công trình kiến trúc đó thật sự là đáng trân quý, thật sự là vĩ đại, vì nó thể hiện rằng là đạo Phật ngày càng phát triển và ngày càng lớn mạnh. Nhưng với mình, so với những bức tượng Phật siêu to khổng lồ, thì hai xá lợi toàn thân của hai vị thiền sư tại chùa Đậu mới là bảo vật Phật môn. Bởi ngôi chùa có to, tượng có khổng lồ đến đâu, nhưng nếu trong mỗi người không có thực hành tỉnh thức, chùa to, tượng to cũng không có ý nghĩa gì, và nơi đó cũng sẽ không có Phật. Còn hai nhục thân xá lợi của hai vị thiền sư có thể nói là hai bức tượng nhỏ nhất Việt Nam, nhưng bên trong là chứa đựng sự thực hành tỉnh thức đến giác ngộ. Và đó thật là một điều đáng trân quý và là tấm gương sáng cho Phật tử noi theo trên con đường thực hành tỉnh thức giác ngộ. Và xung quanh được bao bọc toàn là nước, tạo nên cái sinh khí trong ngôi chùa này. Người ta nói là đắc thiên thì thành Phật dừng chân. Sao sao từng đóng đồ bàn kéo, hội anh bạn gì cô bác rớt các kiểu cùng đi tới ngôi chùa này cầu an lễ Phật chưa nào? Và đặc biệt á, đây là lần thứ hai mà mình tới ngôi chùa ở ngoài miền Bắc, thì và lần đầu tiên mà mình tới một ngôi chùa cực kỳ cổ kính, cổ kính như vậy, tồn tại suốt hơn 2000 năm. Ôi rất là lâu rồi, và mình nghĩ đây là một ngôi chùa rất là đẹp, và mình nghĩ chúng ta hãy cùng nhau cùng đóng góp và cùng bảo tồn cái ngôi chùa này nha các bạn. Một ngôi chùa có lịch sử khá là dày và mình cực kỳ thích. Nhấn like, subscribe, ủng hộ kênh vlog Bọng Ngô Mairo. Và trên cái quãng đường mà mình đi làm vlog á, rất là cực khổ. Nên các bạn ơi, nếu mà các bạn có thương Bọng Ngô á, thì các bạn hãy nhớ nhấn like, đăng ký kênh để ủng hộ cho Bọng Ngô nha. Để cho mình có những cái nguồn năng lượng để làm những cái tập vlog tiếp theo hay hơn. Xin cảm ơn các bạn. Bye bye, hẹn gặp lại.